Vào ngày hôm nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng của một công ty thuộc khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến một người bị bỏng nặng và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, một số nhân viên phát hiện ngọn lửa kèm khói đen bốc cao hàng chục mét từ khu vực nhà xưởng trong công ty sản xuất đế giày và các phụ kiện bộ phận của giày từ nhựa và cao su. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm khu nhà xưởng rộng gần 1.000 m2. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Sau gần 2 giờ tích cực dập lửa, đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế.